Hello anh em! Chắc hẳn anh em ở đây ai cũng biết về Quest Ngựa Một nhiệm vụ phụ tuyến dài nhất Black Myth: thủ công Xuyên suốt từ chapter 1 đến chapter 5 Theo logic game, nhiệm vụ càng khó, càng dài thì phần thưởng càng giá trị Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng biến thân Dark Thunder Cách tối ưu lượng đam của anh ngựa và xử lý boss trong một nốt nhạc Để lấy được biến thân Dark Thunder, anh em sẽ phải hoàn thành Quest Ngựa Nếu anh em nào chưa biết thì có thể xem lại hướng dẫn ở video Những thứ có thể bạn đã bỏ lỡ trong Black Myth: thủ công và trước khi bắt đầu, rất mong sẽ nhận được những lượt like, lượt subscribe của anh em để ủng hộ cho DK Gaming trên các nền tảng YouTube cũng như Facebook nha. Và việc thôi. Đầu tiên trước khi sử dụng bất kỳ một kỹ năng nào, anh em nên hiểu rõ cách hoạt động của nó. Đối với anh ngựa, sau khi biến thân, miễn nhiễm lôi tai, đòn tấn công mang theo xét, côn thế tích lũy được trước khi biến thân sẽ chuyển hóa thành khí thế. Đây là một điều hết sức quan trọng. Anh em nên tích đủ 4 focus rồi mới hóa hình sẽ tối ưu được thời gian và sức tấn công của anh ngựa này nhá. Đánh thường và đánh mạnh liên tục tích lũy khí thế. Sau khi đủ khí thế, có thể sử dụng phép thuật kích đáng dẫn xét vào cơ thể, khiến đòn đánh mang theo tia xét. Đánh mạnh trong trạng thái kích đáng sẽ tạo ra lôi trận. Đối thủ đứng trong lôi trận sẽ bị xét đánh gây sát thương theo thời gian. Như vậy, cách đánh của anh ngựa là tích đủ 4 focus, hóa hình, đánh mạnh sau đó spam đánh thường. Anh em sẽ thấy cụ thể hơn trong phần combat cuối video nha giờ là lúc chúng ta build đồ. Đối với các thể loại hóa hình, chúng ta sẽ sử dụng set kim thân. Ở mốc 2, tăng nhiều tấn công sau khi sử dụng hóa thân thuật. Đây là set đồ duy nhất hỗ trợ tăng đam cho biến thân. Ngoài ra còn một set tăng hộ thể, tuy nhiên thì hiệu quả không cao. Ngoài ra khi nâng cấp mặt nạ kim thân lên thánh phẩm, anh em sẽ nhận được hiệu ứng đặc biệt. Nhận rất nhiều côn thế sau khi dùng hóa thân thuật đánh trúng kẻ địch. Cái này sẽ giúp anh em có thể biến thân hai lần trong một trận đấu nếu con boss quá trâu. Còn thường thì một lần hóa thân là đủ clear rồi Vũ khí Anh em thích dùng cây nào thì dùng Không ảnh hưởng đến lượng đam của biến thân Ở đây tôi sẽ sử dụng cây thiên long côn Lấy tí xét cho nó phong thủy Pháp bảo Tú hoa châm Tăng tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích Yêu hồn Chúng ta sẽ sử dụng bách mục chân nhân Tăng tấn công khi đứng trong phạm vi ánh sáng Về phần bảo vật Tiên bào thạch phiến bỏ qua chỉ số kháng tứ tai của kẻ địch. Đây là vật phẩm quan trọng nhất nhằm tối ưu sát thương của tất cả các biến thân gây đam bằng tứ tai, bao gồm độc, xét, băng và lửa. Để có bảo vật này, anh em phải đánh bại đủ 6 con ếch ở 6 cháp. Vị trí của 6 con ếch này tôi đã hướng dẫn chi tiết ở video những thứ anh em có thể đã bỏ lỡ trong Black Myth của công. Anh em có thể xem lại nhé. Hồ đau bài, tăng tấn công khi liên tục đánh trúng kẻ địch. Bảo vật này sẽ có sau khi đánh bại con hổ tiên phong cha, ở map ẩn chap 2. Bạch hồ hào, tăng thời gian duy trì của biến thân. Sau khi hoàn thành quest cáo ở chap 3, anh em sẽ lấy được bạch hồ hào nhá. Tiếp đến là hồ lô. Cái này build cho đủ set chứ cũng không quan trọng lắm đâu. Tôi sẽ sử dụng ngọc quan âm hồ lô, phục hồi hoàn toàn sinh lực cho các mau hầu. Với anh ngựa tấn công tầm xa, đúng nghĩa một carry chính hiệu nên sẽ cần một dàn tanh phía trước để thoải mái gây đam vì vậy các ma hầu là lựa chọn tốt nhất sử dụng hồ lô trước khi biến thân sẽ giúp giàn tanh này khỏe hơn một chút tiên Tửu sử dụng cửu hà thanh tư hồi máu và nguyên khí cái này sẽ hữu ích đối với những trận đấu dài cần hai lần biến hình tử liệu huyết kỳ tử tăng thời gian sử dụng của an thân pháp quy lệ tăng mana khi đầy máu và linh đài dược miêu tăng thời gian duy trì của các ma hầu về bảng kỹ năng, kỹ thuật tăng max vào bảng An thân pháp. Phép này sẽ giúp anh em heavy được nhiều lần trong một lần biến thân. Thân ngoại thân pháp, tăng max cái bảng này, tăng độ trâu của mấy con ma hầu lên. Ở phần biến thân, đương nhiên là phải max điểm cho anh ngựa rồi. Nếu anh em còn dư điểm, hãy nâng max toàn bộ phần bên dưới. Còn nếu không, anh em có thể lựa chọn hư tướng hung mãnh, tăng sát thương biến thân. Luyện thực phản hư, tăng sinh lực tối đa và nuôi dưỡng tinh thần giảm thần lực tiêu hao theo thời gian khi biến thân. Ok xong, giờ thì hãy xem chúng ta có gì ở lối build này nhá. Video test am ở New Game Cộng 4. Hy vọng sẽ giúp anh em master biến thân ngựa này để chơi game chill chill nhá. Chúc anh em hoàn hành nhiều hơn. Bye bye.